Chào anh chị và các bạn, hiện nay công ty chúng tôi đang nhận thu mua tất cả các dòng xe đầu kéo cũ các loại, như là xe đầu kéo Hobo, đầu kéo Phao, đầu kéo Trang Long, đầu kéo Cam C. Ngoài các cái sản phẩm đầu kéo cũ, chúng tôi còn nhận thu mua các cái dòng xe, dòng sức như móc lồng, móc sàn, móc xương, móc lửng, móc cổ cò, móc ben, móc xi măng rời, thu mua với cái giá cao nhất, và chúng tôi sẽ đến trực tiếp quý khách hàng để thu mua. Quý khách hàng không phải bán xe thì xin liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể qua số hotline là 098 223 9669. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý khách hàng để tư vấn chi tiết nhất. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.